thêm hai huấn luyện viên châu Âu muốn ngồi ghế thuyền trưởng tuyển Việt Nam. Ông Emmanuel Rinaldi và Christian Jurmarchen là hai ứng viên tiếp theo tham gia cuộc đua giành ghế huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam. Theo thông tin mới nhất, đã có thêm hai ứng viên tham gia cuộc đua giành ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Hai nhân vật được nhắc đến là huấn luyện viên Emmanuel Rinaldi và Christian Jurmarchen, đều là người châu Âu. Ông Emmanuel Rinaldi năm nay mới 39 tuổi và được xem là một trong những huấn luyện viên trẻ tuổi nhất nước Ý. Huấn luyện viên Emmanuel Rinaldi chưa có dấu ấn nào đáng kể trong sự nghiệp cầm quân. Ông chủ yếu làm việc với các đội U15, U17 và U21. Cạnh đó, vị chiến lược gia sinh năm 1985 cũng từng có thời gian dẫn dắt các đội bóng nữ. Ông Rinaldi hoàn thành gần hết các lớp học huấn luyện viên của Liên đoàn bóng đá Ý và có bằng B, bằng C của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng ông Rinaldi lại được đánh giá cao bởi khả năng thu thập dữ liệu cầu thủ và phân tích trận đấu. Trái ngược với nhà cầm quân người Ý, huấn luyện viên Christian Jurmarchen lại rất giàu kinh nghiệm khi từng làm việc với nhiều đội bóng ở các quốc gia như Thụy Sĩ, Malaysia, Algeria, Maroc, Tunisia hay bờ biển Nga. Dù dẫn rất nhiều đội bóng là vậy, nhưng thành tích của vị huấn luyện viên gốc Thụy Sĩ lại không quá nổi bật. Dấu ấn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của ông có lẽ là dẫn dắt Sion FC Thụy Sĩ vào mùa 2004 đến 2005. Sau 37 trận, ông Jurmarchen giúp đội bóng Thụy Sĩ đạt tỷ lệ thắng lên đến 60%. Nhưng ngay sau mùa giải đó, vị chiến lược gia 57 tuổi bất ngờ chia tay Sion FC. Kể từ năm 2020 đến nay, huấn luyện viên Jurmarchen vẫn chưa dẫn dắt đội bóng nào và hiện ông đang rất muốn trở lại làm việc. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) được cho là đang nhắm đến việc tìm kiếm huấn luyện viên người Úc cho đội tuyển quốc gia. Do đó, những huấn luyện viên gốc châu Âu như ông Emmanuel Rinaldi và Christian Jurmarchen sẽ không có nhiều hy vọng dẫn dắt tuyển Việt Nam.